Không biết các bạn có hay được nhờ đi mua điện thoại mới hay là đổi điện thoại không? Mình thì được nhờ rất là nhiều luôn á. Hôm nay là bạn mình nó nhờ mình đổi con iPhone SE, tại nó nhỏ quá. Thì bây giờ nó nhờ mình đi mua và đổi lên con iPhone 13. Thì hôm nay á, mình sẽ tới Cellphone S để mà mình làm cái chuyện vừa đổi và vừa lên đời luôn. Tại vì bình thường á, khi mà các bạn nghĩ tới chuyện đổi thì các bạn sẽ bán máy lên mạng hay là lên những cái chợ online đúng không? Nhưng mà không phải lúc nào bạn cũng có được người mua và nó phải tốn đến thời gian nữa. Bạn phải đi deal với người ta, bạn phải đi nói chuyện với người ta, bạn phải deal giá các thứ. Còn bây giờ khi mà mình đến Cellphone S thì mình sẽ bán thẳng cái máy này cho họ luôn. Thì để coi là bán cái máy này được bao nhiêu và mình phải bù thêm bao nhiêu để lên được con iPhone 13 ha. Và bây giờ các bạn đi với mình nha. Dạ em chào anh, mình cần hỗ trợ gì anh ha? Mình có con iPhone SE 2022. Dạ. Đây, giờ mình muốn bán lại cho đưa cho iPhone S á. Dạ được ạ. Sau đó mình mua luôn iPhone 13. Dạ được ạ. Dạ em mời anh qua bàn để bên em tư vấn cho anh nha. Ok. Dạ. Dạ, mời anh vào ghế nha. À, cảm ơn bạn nhiều. Dạ, mình cần thu cổ là cái máy SE này đúng không anh? Đúng rồi, con này luôn á bạn. Dạ. Cái này thì mình đang định lên cái dòng iPhone 13 mà bản bản nào vậy anh? Mình lên cái bản cơ bản thôi, bản 128GB thôi. Dạ. Bên bản có màu nào? Dạ, dạ, để em kiểm tra cái tiền bản bên em đang còn, em báo anh nha. Dạ. Xong rồi bạn coi giúp mình là cái máy này thì bạn thu được bao nhiêu tiền luôn ha? Dạ. Rồi xong mình bù cái khoản chênh lệch đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái này bên em sẽ kiểm tra giá cho anh trước. Rồi. Sau đó sẽ báo cho anh một cái giá dự kiến. Rồi. Dạ, nếu mà anh đồng ý á thì bên em sẽ mới can thiệp vào cái bên trong máy của anh. Can thiệp là mình sẽ làm những gì? Dạ bên em sẽ mở ra để kiểm tra là nó có vào nước hoặc là thay thế sửa chữa gì chưa. Ok. Dạ. Ok. Nếu mà chưa thì bên em sẽ thu lại như cái giá mà bên em đã báo trước rồi. Rồi, dạ, ok luôn. Dạ, giờ em sẽ báo cho anh là bên em còn màu nào ha. Ừ. Dạ, cái bản 13128 này nè. Thì bây giờ em đang có màu hồng, màu trắng, màu xanh dương và xanh lá. À, lấy màu hồng giúp mình nha. Dạ, màu hồng. Rồi. Dạ, ok. Là còn hàng đó đúng không? Tính dạ. Nữa là mình nhận ở đây luôn. Dạ, đúng rồi. Chờ gì. Dạ, còn. Rồi. Dạ. Cái giá hiện tại của cái bản này nó sẽ là 19.990.000. Rồi, đây ok. Là cái giá giảm của cái iPhone 13 này. Là hiện tại là 19.9, dạ. iPhone 13 cho 128GB. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ rồi, ok. Với lại là cái chương trình thu cũ của bên em á thì bên em ngoại trừ bên em sẽ có giá máy của anh á thì bên em có hỗ trợ thêm á là trợ giá cho anh thêm 1 triệu nữa. Đó là anh lên đại iPhone 13. À. Dạ, ngoại trừ cái giá mà bên em thu lại, bên em sẽ trợ giá cho anh. Tức là trợ giá đó tức là trừ thẳng vô giá luôn. Dạ đúng rồi. Giá bán luôn. Dạ đúng rồi. Vậy coi như là cái máy đó sẽ là 18.990. Dạ đúng rồi. 19.990 là còn vậy coi như là còn có 18.990 thôi. Nó giá tốt quá. Dạ đúng rồi, nó sẽ nhẹ hơn khá là nhiều. Rồi. Dạ đúng rồi. À, em nhớ anh nhìn anh cũng khá là quen á, hình như anh mua cellphone cũng nhiều đúng không? Mình mua cellphone nhiều, với lại có khi bạn thấy mình đâu đó trên YouTube rồi TikTok rồi kia. Dạ, anh cho em để em kiểm tra luôn cái thành viên của anh nha. Rồi. Dạ ok. Có, mình có S member. Dạ. Dạ rồi anh ghi luôn. Dạ. À, cái thành viên của anh là S VIP á. Dạ, thì em sẽ có thêm một cái chương trình khuyến mãi dành cho S VIP với khu cũ nữa. Anh sẽ hỗ trợ thêm là 5%. Thêm được gì đó là mình sẽ giảm thêm được 5% tiếp. Đúng rồi, anh sẽ được hỗ trợ 5%. Nhưng mà có áp dụng cái 1 triệu kia luôn rồi. Dạ có, áp dụng cùng luôn nha. S VIP sẽ áp dụng cùng. Tại vì anh là S VIP bên em sẽ hỗ trợ riêng cho anh. Ok. 5% là tối đa là 500.000 nha. Rồi. Dạ. Ok. Cái này thì không biết là trước giờ anh đã có tham khảo cái máy, cái giá máy thu cũ này ở trên trang web của bên mình có coi chưa? Qua trên web á. Dạ. Thì chắc là bạn coi lại, tại vì ban đầu là mình coi sơ qua để mình biết cái chương trình không mà, chứ mình chưa có coi giá cụ thể. Dạ. Chỉ nhớ là nó chia theo nhiều cái điều kiện khác nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi, có nhiều điều kiện. Okay. Nhưng mà cái này anh cứ yên tâm ha, do cái chương trình thu cũ này là do chính bên Cellphone của bên em thu luôn, thì giá nó sẽ có nhiều lợi thế hơn là so với những hệ thống khác. Là tại vì họ thu bên thứ ba á, bên em là trực tiếp thu luôn thì giá nó sẽ tốt hơn. Okay. Dạ. Tại vì lúc sao ban đầu là mình tính bán cái này trên Facebook của mình mà mất công là phải đi đưa người ta coi máy rồi deal giá kiểu mệt, mất thời gian đó, cho đúng nên rồi. Thôi mình cầm tới đây luôn cho lại. Dạ đúng rồi, cái này bên em mà lúc nào cũng có một cái bảng giá cụ thể trên trang website á, là có một cái bảng giá nhất định sẽ không có kiểu như là lúc này sẽ thu giá khác và lúc khác lại báo cho anh giá khác. Ok. Nên em sẽ báo cho anh một cái giá thống nhất luôn. Rồi. Đảm bảo là cái máy anh sẽ thu được giá tốt nhất để hỗ trợ cho anh có được cái máy mới dùng. Rồi. Thế tốt. Okay. Dạ. Vậy giờ bạn coi là con này thu lại được bao nhiêu nè. Cái này thì cái em sẽ xin phép là sẽ cầm cái máy anh vô trong cái nhân viên phục vụ kiểm tra máy cho anh nha. Rồi. Và sẽ báo giá cho anh. Rồi. Dạ. Dạ cái này thì em sẽ tiến hành kiểm tra máy mình trước nha. Mình sẽ báo giá cho mình. Ok. Vậy là bây giờ bạn check trước mấy cái tính năng cơ bản. Dạ đúng rồi. Còn tí nữa là mở máy sau.
máy của mình em kiểm tra thì chức năng hoạt động bình thường ok hết. Thì em kiểm tra thu với giá là khoảng 4 triệu 8 anh. 4 triệu 8 thu lại 4 triệu 8. Nếu mà mình có đổi lên dòng iPhone 13 mới mà được giảm 1 triệu nữa. Được cũng khoảng. À lúc nãy mình có được tư vấn cái đó rồi. Dạ đúng rồi. Okay. Thì cái này bây giờ em kiểm tra xong hết rồi, em sẽ mở kiểm tra bên trong rồi xong nha. Rồi. 4 triệu 8. Rồi nó sẽ trừ vào cái giá mà lúc nãy mà bạn ấy tư vấn cho mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này em kiểm tra bên trong thì chức năng đẹp hết, bình thường hết. Bên em chốt mình với giá thu là 4 triệu 8 nha. 4 triệu 8, vậy là chốt 4 triệu 8 ha. Dạ rồi. Rồi, ok. Rồi, xong rồi bạn. Dạ, xong hết đúng không anh? Rồi, xong dạ, hết này máy này kỹ thuật là báo cho anh giá bao nhiêu vậy? Dạ, kỹ thuật báo là 4 triệu 8. 4 triệu 8 ok hết rồi đó. Dạ, ok. Không có bị gì, vấn đề gì hết. Dạ. Vậy bây giờ bạn tính giùm mình coi cuối cùng là rốt cuộc là mình trả con iPhone 13 này là hết nhiêu ha? Dạ ok, để em tính cho. Cái máy của anh, máy mới thì nó là 19.990.000. Rồi. Dạ ok. Cái này em sẽ trừ lại 1 triệu là còn lại là 18.990.000. Dạ. Trừ lại cho anh thêm là 4 triệu 8 là cái máy của anh nó sẽ còn lại là 14.190.000. 14.190.000. Dạ ok. Dạ cái đó là em chưa có tính luôn cái thành viên mà giảm 5% tối đa 500. Vậy bạn giảm mình tính luôn cái đó dạ, đi. Dạ okay. Để chút nữa mình ra mình quẹt thẻ luôn ha. Dạ được. Anh sẽ được giảm thêm 240.000. 240.000. Dạ đúng rồi. Ủa nếu mà mình thanh toán bằng VNPay này thì còn giảm gì thêm nữa? À cái chương trình thanh toán bằng VNPay này á, anh sẽ được giảm thêm là được 500 nữa. 500.000 nữa. Dạ đúng rồi, anh đang siêu dữ. Dạ. Ok. Vậy để em sẽ lên đơn cho anh thanh toán bằng VNPay ha. Đúng rồi, thanh toán dạ. VNPay nha. Dạ ok. Dạ rồi. Dạ xong rồi đó, em mời anh vô quầy thu ngân để thu ngân báo lại anh giá chính xác cuối cùng nha. Ok. Dạ. Rồi cảm ơn bạn. Dạ. Thì cái máy này mình đưa bạn luôn ha. Dạ. Rồi, đưa bạn luôn. Rồi, vậy là mình đã mua xong rồi đó. Các bạn thấy là bởi vì mình coi như là mình bán lại cái con máy cũ của mình cho Cellphone S luôn, nhanh gọn lẹ mà mình được giảm rất là nhiều những cái khoản khuyến mãi khác nhau nữa. Như vậy á, thì cuối cùng mình trả có khoảng 13 triệu 4, 50 gì đó là mình đã xong được một con iPhone 13. Và bây giờ mình sẽ đưa cho thằng bạn của mình để mà nó cầm về. Thì bạn của mình á, thật ra là nó không ở đây mà nó ở Đà Lạt. Thì sẵn mình có hỏi Cellphone S luôn thì sắp tới ở Cellphone S cũng sẽ mở thêm một cửa hàng ở trên Đà Lạt. Cho nên nếu như mà bạn mình hoặc là các bạn nói chung, nếu như mà các bạn có cần mua những cái món đồ của Cellphone S hoặc là các bạn cần hỗ trợ kỹ thuật gì đó mà liên quan tới những món đồ Apple cũng như là những cái thiết bị công nghệ nói chung thì các bạn có thể ra Cellphone S ở Đà Lạt ha. Thêm một thông tin nữa cho bạn thì Cellphone S là một hệ thống bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple ở Việt Nam, AAR. Thì hiện nay là toàn bộ Cellphone S đang có trên hơn 90 cửa hàng ở Việt Nam và họ đang mở rất là nhiều nơi ở tốc độ rất là nhanh. Cho nên khi mà các bạn mua hàng online hay là offline thì cũng rất là dễ dàng. Toàn bộ những cái đồ Apple mà các bạn mua ở Cellphone S đều là hàng chính hãng hết. Cho nên các bạn có thể đến bất kỳ trung tâm bảo hành ủy quyền nào của Apple ở Việt Nam thì đều có thể được bảo hành. Trong đó thì có điện thoại vui ASP. Điện thoại vua ASP thì hiện tại là đã có ở thành phố Hồ Chí Minh nè, Hà Nội nè, Bà Rịa Vũng Tàu nè và mới đây nhất là Đà Nẵng. Tới đó các bạn sẽ được hỗ trợ những cái thứ liên quan tới Apple và bởi vì điện thoại vua ASP cũng là một trong các trung tâm bảo hành ủy quyền chính thức của Apple ở Việt Nam mà, cho nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng bảo hành hay là sửa chữa ở đó ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bây giờ đi về đây.